người ta nói tiền chưa chắc đã giải quyết được tất cả mọi việc. Nhưng không có tiền thì chẳng có điều gì được êm xuôi. Vì thế, tuổi trẻ có thể cố gắng kiếm tiền thì tại sao không làm? Gửi con trai. Hôm nay, trường đại học đã chắp cánh cho ước mơ biến thành người lớn của con. Con trai bố nay chính thức bước vào giai đoạn thế hệ của cuộc đời, trở thành một người con trai và tìm cách tự đứng vững trên đôi chân của mình. Trước sự đổi mới này, con hẳn sẽ thấy choáng ngợp trước nhiều điều trong cuộc sống. Con chắc cũng bất ngờ lắm khi thấy những khó khăn phải vượt qua khi ngồi trên ghế nhà trường chẳng thấm tháp vào đâu so với dòng tấu ngoài làng mạc hội. Bố và mẹ lo ngại rất nhiều, nhưng vẫn luôn muốn dõi theo từ xa, để con tự mình đương đầu và vượt qua sóng gió. Con may mắn vì không kém cỏi trực nỗi lo cơm áo, gạo tiền. Con có thấy xung quanh mình, nhiều anh em hoàn cảnh khó khăn, phải siêng năng cày cuốc, gửi tiền về cho gia đình. Vậy theo con, ai sẽ cứng cáp hơn khi bước vào đời? Bố mong những vấp ngã và chiêm nghiệm về cuộc sống của bố dưới đây sẽ phần nào giúp con trưởng thành hơn trong suy nghĩ và không tệch hướng trước những cám dỗ của cuộc đời. Tuổi trẻ của ai mà không đôi lần thất bại. Chỉ cần con siêng năng, khôi lõi khi kiếm tiền sẽ tạo nên rét trị to lớn. Nhớ lời bố, siêng năng đúng cách là cái rét của chiến thắng. 1. Trên đời không sinh tồn thứ gọi là đường thẳng. Con buộc phải đi qua rất nhiều đoạn đường vòng để có thể tới được mục đích. 2. Tuổi trẻ sẽ trao con vô số cơ hội để phát triển. Đừng để mình giống với phần đông giới trẻ ngoài kia, đó là tối giản cuộc sống một cách quá đà. Với những người đó, mọi phép tắc đáng ra là bước đà, thì họ lại coi chúng là những dụng cụ ngắn hạn. 3. Khi bế tắc, chẳng có lối thoát nào tốt hơn việc tiếp tục xuôi theo dòng người. 4. Mỗi người xuất hiện đều mang một sứ mệnh riêng. Có người biến thành tổng thống, cũng có người chỉ làm trụ cột gia đình. Vì vậy, đừng so đo với cuộc sống của người khác. 5. Điềm tĩnh giúp con có đủ thời gian để suy ngẫm về vấn đề. Hấp tấp sẽ đưa con tới những quyết định sai lầm. 6. Con người mà không dám vấp ngã thì chẳng khác nào búp bê nuôi trong tủ kính cả. 7. Căn nhà quan trọng nhất là nền móng. Con người quan trọng nhất là nền tảng. 8. Không có công việc nào dễ mà kiếm được nhiều tiền. Càng trẻ, càng phải biết tận dụng cơ thể dẻo dai mà cố gắng leo cao hơn. 9. Kính trên nhường dưới, bố đảm bảo việc nào cũng giải quyết êm xuôi. 10. Hãy giữ cái đầu lạnh. Thành công vào lúc này chưa chắc đã là cái kết có hậu cho tương lai. 11. Ăn to nói lớn là khí chất của người lãnh đạo. Nhưng khi còn là nhân viên mà ăn to nói lớn, công việc ác sẽ gặp nhiều trắc trở. 12. Trong hải doanh chỉ nên nghĩ đến chuyện tiến lên và quên đi ý định lùi bước. 13. Hãy tôn trọng những món đồ người khác tặng con như cách con mến những món đồ mà mình trực tiếp bỏ tiền túi để mua. 14. Cuộc sống chưa bao giờ là quyên quyên. Đừng bao giờ thỏa hiệp, trừ phi quan hệ của con với người kia vẫn còn có giá trị. 15. Biết ơn và tri ân khiến cái tâm được thoải mái nhất. Chịu thiệt một chút về tiền bạc cũng chẳng sao, quan trọng là phiên bản thân sống không bạc bẽo. 16. Suy tính kỹ càng trước khi quyết định làm hay nói một điều gì đó có năng lực ảnh hưởng tiêu cực đến những người xung quanh. 17. Con nghĩ về một người ra sao, con sẽ đối xử với họ như thế. Để cuộc sống dễ dãi, hãy luôn học cách nghĩ đến những điểm tốt của một người. Bớt thù thêm người chơi, đó thế hệ là rét trị đích thực của cuộc sống. 18. Bất kỳ một chặng đường nào cũng lưu lại dấu chân của người từng trải. Học hỏi trải nghiệm từ người đi trước sẽ giúp con để dành thời gian. 19. Hãy luôn sống làm sao để xứng đáng với tình cảm từ gia đình và những người chơi xung quanh. 20. Đừng coi cuộc đời là trò đùa. Con cần nghiêm túc theo đuổi ước mơ đến cùng. 21. Không cuộc đời nào là không có sóng gió. Con phải học cách chấp nhận nó và vượt qua. 22. Niềm tin quyết định đa số sự chiến thắng. 23. Không có ai yêu mến con bằng chính con.
nếu con luôn cố gắng đứng vững thì không ai có thể làm con lung lay. 24. Mỗi người chỉ có một lần để sống. Vì thế hãy sống sao cho xứng đáng nhất với phiên bản thân, gia đình và làng mạc hội. 25. Mỉm cười là thang thuốc chữa trị mọi mệt mỏi và khó khăn. 26. Nỗ lực không ngừng. Kể cả khi đã lớn tuổi thì cuộc sống vẫn còn nhiều điều cần học hỏi. 27. Người điềm tĩnh thế hệ dễ lấy lòng đồng nghiệp. 28. Có những người cố gắng chinh phục những điều khó khăn vô cùng, nhưng khi chinh phục được rồi thì lại thờ ơ. 29. Sách là tri thức, là nơi an toàn của tâm hồn. Những khi không làm gì, đừng để thời gian tết mà hãy đọc sách, con sẽ mở rộng vốn sống của mình. 30. Những người vội vàng, hấp tấp khó đạt được chiến thắng. Con nên dành thời gian ngẫm nghĩ trước khi quyết định điều gì đó. 31. Muốn hạnh phúc, con phải học cách bằng lòng với kết quả của mình. Trong lên thì chẳng bằng ai, trong xuống lại chẳng ai bằng mình. 32. Những người thẳng thắn phản bác con, làm con giận dữ lại là những người đóng góp nhiều nhất vào việc giúp con trưởng thành. Con trai à, hy vọng 32 lời dặn dò trên của bố sẽ giúp con tỉnh táo khi đứng trước những quyết định có ảnh hưởng lớn lao. Bố mong con sau này sẽ có sự nghiệp dễ dãi và biến thành trụ cột vững chắc cho cả gia đình. Chúc con có những bước đi vững chắc và chiến thắng trong nay mai. Bố của con.